Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay thật là tuyệt vời khi mà tôi vào trong game tôi lại gặp ngay anh em chú cá nhỏ, là một anh em fan rất là cứng ở trên kênh Game Today. Anh em Dương Vũ xin giới thiệu với các anh em fan bê tông ở trên kênh. Đấy, và một anh em khác thì tên là GTD Show, tôi thực sự tôi cũng không biết là ai cả. Và GTD Show cũng không biết tôi là ai hết. Dã man. Thế mà để tên là GTD.show như đúng rồi luôn. Xong hỏi Tuấn là ai? Tuấn cơm. Tuấn là ai? Tuấn là cơm. Ok. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ chơi cái gì đây? Đầu game mới cho ra khá là nhiều Warrior đỏ. Meta này thì meta Hunter là tôi cứ đồ lúc nào tôi cũng chăm mà tôi lấy mấy cái kiểu que với cả dao với các thứ để giả sử nhưng mà ra được Hunter thì mình chơi luôn ấy, kiểu đấy. Nhưng mà nếu mà không ra thì chúng ta vẫn có nhiều cái con đường khác, nói chung là cũng không có vấn đề gì đâu. Đồ đầu game nó chỉ mang cái tính tạm thời thôi. Bây giờ đồ nó rèn được mà, nên là cũng chả có cái vấn đề gì cả. Cứ lấy trước như thế đã. Sau này mà nếu mà giả sử như đây này, Hunter này, 3 Warrior. Sau này giả sử nhưng mà nó không ra thì chúng ta có thể chúng ta sẽ ok, gen đồ. Đấy. Bùa tâm linh à. Gen đồ lại đi. Đấy. Lấy cái trừ giáp lại ngon. Tuka nó sẽ có thể làm co được ở giữa đầu game. Con này đấm khá đau ấy. Nhưng mà chúng ta lại gặp một cái nhà mạnh hơn. Chơi cái bộ của đối thủ có cái blink cho con Squidman nó xoay sớm thì nó sẽ khỏe hơn thôi. Tôi thì lấy cái đồ này nó sẽ phải ra được. Nếu mà chơi Warrior thì nó sẽ phải ra mấy cái con kiểu Tuka 2 sao hoặc là con Berserker thì nó mới mạnh được. Chứ còn mấy cái con bắn trưởng thì nó không có đồ tăng mana thì nó cũng khá là yếu. Thua lọt 2 con cả. 2 con này nhưng mà lại rất là đau luôn nhá, 4 máu đấy anh em ạ. Con tướng 1 tiền 2 sao là mất 3 máu đúng không? 3 máu. Ok. Ui đây rồi. Thế thì chơi Warrior nhỉ? Thôi thì chơi Warrior luôn vậy. Nếu mà bây giờ bán 2 con Eco đi up cấp thì là chúng ta sẽ có Glacier luôn. Đúng không? Rồi. Tạm thời là như thế này đã. Ok, thế thôi không chơi Hunter nữa, bỏ đi vậy. Lấy Warrior vào thôi. Bài ra gì thì chơi đấy, tận dụng thôi anh em ạ. Đầu game thì bây giờ mình chơi là mình cũng xác định đánh là tích bài để xem là nó ra cái gì thì chơi cái đấy mà. Chứ còn cũng đấy, cũng không có chăm chú vào cái việc là chơi cái bộ Hunter lắm. Bởi vì là meta thì nó mạnh thật đấy. Nhưng mà không ra thì cũng chịu thôi, không ép được. Cái thứ nhất là thế. Không ép được là cái thứ nhất, là cái thứ hai là gì? Là meta thì sẽ có nhiều người tranh. Đấy, nên thôi tôi cũng không có chăm chú vào cái bộ đấy. Chúng ta còn nhiều cái bộ khác để chơi mà. Sợ gì. Mà nhá, xin chia sẻ với anh em là Hunter sợ Warrior phết đấy anh em ạ. Đấy là chúng ta chơi Warrior cũng ngon. Và trận này chưa thấy thằng nào chơi Hunter. Chú cá nhỏ ra súng 2 sao có chơi Hunter không? Không biết. Để xem nó có chơi Hunter. Súng 2 sao thì tôi, nếu mà là tôi chơi Hunter ấy. Người khác thì tôi không biết. Chuyện này chưa thấy ai chơi Hunter nhá. Kể cả cái ông chú cá nhỏ có con súng 2 sao cũng chưa thấy có cái ý định chơi Hunter đâu. Nhìn những mua mấy cái con Warlock vào, không biết là có chơi Warlock không. Dã man. Liệu rằng có phải là đam mê. Chuyện này thì nói chung là về cái bản truyền thuyết ấy thì tôi thấy là có thể chơi được đỏ nữa. Chơi Warlock cũng ngon. Warlock chuyện này cũng ngon đấy anh em ạ. 2 con 5 đô trong bộ Warlock. Có cái gì mà kiểu late game thì có thể chúng ta sẽ chuyển sang chơi Warlock cũng được. Cái đấy phụ thuộc vào xem là chúng ta ra là cái gì. Mà trận này chơi Warlock cũng mắc bình phết đấy anh em ạ. Ok, Tabu Witcher lên được 2 sao. Được. Để đồ cho Tabu Witcher luôn, cho là máu. Tabu Witcher 2 sao cũng tín phết đấy. Trận này nó có con Scarlet Lancer nên là tôi vẫn tự tin là chơi Warrior cũng được, có cả chúa quỷ nữa. Warrior có 2 con 5 đô đấy chứ cũng không yếu đâu anh em ạ. Đấy, có cái Warlock, có cái bọn Warlock thì nói chung là cũng hơi sợ một tí, nhưng mà late game mình cũng chưa biết thằng nào ăn thằng nào đâu. Cái chính là đồ thôi. Đồ mà ví dụ như Scarlet Laser mà có đủ đồ thì cân hết. 2 sao mặt lạ điên chẳng hạn, bất diệt rồi thì cái gì? Crit cuối, hút máu cuối. Nói chung là vô tư, cân được. Cái chính là có ra hay không thôi. Nếu không ra chúng ta tính con đường khác. Ok. Rồi, sắp có chuỗi đây rồi. Từ lấy giờ toàn thắng đúng không? Sắp có chuỗi ở đấy. Glacier. Con này ngon hơn không? Fortune Teller không ngon bằng rơi đâu anh em ạ. Rơi nó gây đam phép, nó vẫn gây đam. Con này gây đam cũng khá là ok đấy. Còn nếu mà muốn Fortune Teller vào thì chắc là tôi nghĩ là phải Fortune Teller 2 sao. Trên này có trộm chó này. Có vẻ như là có 2 người chơi trộm chó cơ. Tôi đoán như vậy. Thấy là bắt đầu tích những cái con đắt lét ở phía dưới chơi eco. Trên này có vẻ như là sẽ có một người chơi Shaman. Có một người chơi Shaman. 2 người đang có ý định chơi Warlock hoặc là trộm chó. Trộm chó đây có 2 người. Vậy là rất nhiều người chơi bắn trưởng trận này. Có vẻ như không ai chơi vật lý cả. Thì vật lý khá ít. Úi ôi, ngon. 6 Warrior à? 6 Warrior vẫn không ngon bằng là một con Tabu Witcher 2 sao ở trong đội hình. Anh em ạ, tôi vẫn đánh giá cao con Tabu Witcher này ở trong đội hình hơn. Mặc dù tôi có 6 Warrior rồi đó, mà tôi nghĩ là tôi vẫn cứ để con Tabu Witcher ở trong đội hình. Lên 7 ở cho vào cũng được. Ok, rồi thắng thì chúng ta sẽ có 10 tiền tròn. Đúng không? Hợp lý. Đấy, trận này rất nhiều người bắn trưởng. Thằng này khi 2 con gấu Shaman là nó sẽ chơi Shaman rồi. Trông giống lắm. Nhưng mà nó lại mua cái con ác mộng thì không biết là nó có chuyển sang là Warlock không. Mà tôi có 2 con gấu Shaman thì tôi đánh 6 Shaman. Và trận này không có mèo thì chỉ chơi được fake thôi. 6 Shaman fake thôi, chứ còn không chơi 6 Shaman hàng real được. Chơi hàng real thì nó phải có con mèo. Ok, round này thì nói chung là chúng ta cũng không lên bán đi để tròn tiền làm gì cả anh em ạ. Những cái con này là những cái con mà chúng ta sẽ tận dụng sau. Mặc dù là nếu mà bán đi thì cũng lên được 20 tiền đấy, nhưng mà thôi. Round tiếp theo chúng ta sẽ gặp Quang Vũ. Quang Vũ đang chuỗi thua 6 à? Hình như đang eco rồi phải. Ok, nhưng mà round sau thì chúng ta vẫn up cấp lên. Up cấp để lấy sớm những cái quân bài 4 đô anh em ạ. Cũng không cần tiết kiệm tiền ở đoạn này đâu. Tôi sẽ up lên đây này. Warrior này. Chúng ta lấy cái con thuyền trưởng sớm thì cũng ngon. Và đặc biệt là tôi muốn là ra được cái con Doom lên 2 sao sớm. Bây giờ có con Doom rồi. Berserker nữa. Up lên 7 cho nó dễ ra anh em nhá. Chả ngại đâu. Thọt tiền thì nó cũng chỉ mất 1 tiền thôi mà. Mà cái tỷ lệ nó ra cái con tướng cần thì nó cũng rất là ok. Rồi. Thực sự ở cái bộ Warrior này nó bây giờ ấy, tôi nghĩ là nó khá là khỏe ở giai đoạn giữa game, nó khá là khỏe. Giáp trâu mà nếu mà có đồ như kiểu tôi đang có cái chén thánh ở đây thì nó có khả năng hồi máu nên là nó rất là khỏe. Đấm đối thủ coi như lọt hết, không trượt phát nào luôn. Squidman này. Chưa ra con sói nào nhỉ? Tôi đang thiếu cái bộ Beat ở trong cái đội hình này. Nên là nó đang hơi thiếu đam một chút đấy. Hơi thiếu đam. Đam nó đang bổ sung bằng cái con Tabu Witcher. Tabu Witcher đang là cái con gây đam đấy. Tabu Witcher và con Doom. Còn cái con Berserker thì nó cũng chưa lên 2 sao, cái lượng đam nó gây ra nó hơi ít. Vớ vẩn mất chuỗi ấy nhỉ. Nhìn trông to ấy nhỉ. Chết rồi. Quả này không kẹp cá ngu người rồi này. Ôi thôi đúng rồi. Mà cái con Doom là cái con nào ấy nhỉ. Chán thế. Ui mất chuỗi luôn. Cày thật. Bây giờ mới lên 2 sao. Ui rồi ôi, lên 2 sao từ cái đao vừa lấy thì có phải là ngon không? Chán đời. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có cái con gì nhỉ? Aquaman anh em ạ. Dã man. Con Aquaman là tôi kẹp cá luôn vào rồi đấy. Chuyện này nhiều bắn trưởng mà. Giờ vẫn chưa ra Aquaman nào. Tôi nghĩ là tôi sẽ để đồ cho con Doom ngon hơn. Con Doom nó có đam Demon, nó đấm nó đau hơn anh em ạ. Tabu có vẻ như là chúng ta đang hơi yếu. Tabu chỉ để cho vào để kê ở dưới đít này để đấy. Hay quá. Kê dưới đít để bắt mấy con Blink xuống phía dưới thôi anh em ạ. Tác dụng ở đây chỉ hỗ trợ thôi, chứ còn không thể làm co được, co khó lắm. Co nó phải có cái lượng đam cơ. Mình dồn đồ cho nó nhưng mà nó không có đam. Đây rồi, bây giờ mới ra con sói ạ. Sói vào thay Berserker à. Ngon hơn không nhỉ? Berserker lia dìu cũng thốn phết đấy. Hay là bỏ con Doom ra. Bỏ con Doom ra ngoài. Doom bây giờ cũng đang đấm cũng khá là đau. Mà nếu mà bỏ Doom ra thì thay con là con Tuka. Không ngon lắm nhỉ. Tôi đang khá là phân vân giữa việc là bỏ con Doom hay là bỏ con Berserker. Bỏ con Doom. Bỏ Doom thì nó mất cái Doom ấy anh em ạ. Cái Doom nó khá là quan trọng. Bởi vì trận đấu này tôi thấy là rất nhiều nhà bắn trưởng. Nên là có lẽ là bỏ con Berserker thì hợp lý hơn. Bỏ Berserker. Berserker cái lia dìu của nó thì nó cũng mang cái tính chất nó khá là hên xui. Ok. Thằng này phải đam mê Warlock rồi. Tiếc có cái quả vừa rồi là tôi mất cái chuỗi ấy. Không là tôi vẫn có thể giữ được chuỗi đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là nếu mà không mất cái quả chuỗi vừa rồi là tôi sẽ giữ chuỗi đến round 20. Tôi nghĩ là như thế. Berserker 2 sao luôn. Quá tuyệt vời. Cho vào thay con. Bây giờ cho vào thay Doom à. Ok. 2 sao thì phải cho vào rồi. Đương nhiên rồi. Warrior đúng không? Ở đây là chúng ta có 7 con rồi đấy. 8 con rồi, không phải 7 con, 8 con rồi. Thiếu một con rồi. Thuyền trưởng. Có thuyền trưởng ra nữa là xong. Và quả mất chuỗi hơi sida nên là không lên được 9 sớm. Chứ cái nhỏ chơi Warlock à? Trên này có 3 người chơi Warlock luôn. Mấy cái thằng Warlock phía dưới có vẻ hơi sida. Ra con gấu Shaman là chơi Warlock. Sida thật sự. Có thể như cái trận này cái bộ Warlock nó quá mạnh. Nó có tới 2 con 5 đô ở trong bộ Warlock nên là người ta chọn Warlock chứ người ta không chọn Shaman. Và bài đưa đẩy thì vẫn chơi thôi. Trứng này. Úi rồi quả trứng này cho Doom nhỉ. Gương, chắc chắn là cái gương rồi. Đang có Berserker 2 sao. Tại sao lại không phải là cái gương đúng không anh em? Chắc chắn là cái gương luôn. Vẫn chưa ra con Aquaman nào. Aquaman mà bây giờ ra là cũng 9 Warrior đó. 9 Warrior nhưng mà bây giờ để cái khoảng cách từ level 7 đến level 9 nó còn rất xa. Tiền nó cũng phải rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng 50-60 tiền thì mới lên được. Nên là chúng ta cũng không đánh vội được. Đánh từ từ thôi. Không phải lên 8 sớm làm gì cả. Đã lên là lên 9 luôn. Đấy, chơi con ra được cái con đắt lết 2 sao rồi mà vẫn chơi con Warlock ạ. Tại sao không phải là trộm chó nhỉ? Chết rồi. Họ đam mê như thế sao? Đam mê thật sự luôn đấy. Nếu mà bình thường thì round này tôi sẽ bán Tabu Witcher đi để tròn 30 tiền. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi. Trận này cần phải giữ Tabu Witcher để round 20, thậm chí là 25. Tôi quyết định là tôi giữ lại là Tabu nha anh em nhá. Tabu này nó sẽ giúp tôi counter vào những cái nhà mà bắn trưởng đấy. Kẹp đít, kẹp đầu, các kiểu các thứ có thể giữ chuỗi được. Chứ còn bây giờ mà chúng ta bán đi xong để tròn tiền thì tí nữa không có cái gì để mà counter cả anh em ạ. Cứ để con này ở đây đi. Nó đang là một cái nhân tố rất là quan trọng. Giúp tôi giữ máu, giữ chuỗi. Chuyện này rất nhiều nhà bắn trưởng. Mấy cái thằng Warlock mà nó gặp Tabu này thì xác định rồi gì nữa. Cứ để đây. Ok. Đấy, Berserker, bóng của Berserker lia dìu cực hay luôn. Cái gương ấy, nó cực kỳ mạnh với con Berserker này anh em ạ. Nếu mà chơi gương thì chơi Berserker là quá tuyệt vời. Ok. Rồi, để xem nào. Còn gặp ai? Rồi, chỉ còn 2 thằng thôi. Quang Vũ ơi, Quang Vũ to thế nhở. Ui mẹ ơi, trông Quang Vũ. Quang Vũ có kết hợp cái bộ Hard Orc mới với cái bộ Beat. To thật sự, lên 8 rồi. Trả tiền hơi gắt đấy. Doom 2, ui mẹ, Doom luôn rồi con Berserker. Mà con Berserker này bị Doom vẫn lia dìu được anh em ạ. Ấy, Doom trúng vào con Berserker là quá tuyệt vời rồi. Ui rồi, Doom phát thứ 2 vào con Tabu ạ. Cũng có ăn có học đấy. Mẹ ơi, con Doom nhà người ta. Doom 2 sao, một phát Doom đầu tiên là vào con Berserker, phát thứ 2 thì vào con Tabu. Vãi cứt. Thật sự là Doom nhà người ta luôn. Tôi nghĩ là nếu mà là tôi sẽ bán luôn con Doom đi. Trong cái tình huống như thế, không biết là Quang Vũ có bán Doom đi không. Trận này 2 nhà Warlock nên là Quang Vũ chơi Beat thì tôi nghĩ là cũng ok thôi. 3 nhà Warlock ấy, chú cá nhỏ tôi thấy là cũng có vẻ như là chơi Warlock. Một nhà Clay. Một thằng nó ao thì nó chơi Warrior cùng bộ với tôi thì nó ao rồi. Đấy, còn một nhà chơi chơi gì nhỉ? Chơi Shaman mết. Thế là tôi lại có chuỗi này. Mà lẽ ra là cái chuỗi này là tôi nghĩ là nó sẽ kéo dài đến bây giờ đấy anh em ạ. Từ đầu game đến giờ ấy, là có chuỗi đấy. Một cái sơ suất nhỏ ở cái giai đoạn mà chúng ta mất chuỗi cho cái nhà mết thôi, là không có cá nữa mà kẹp vào đâu. Chỉ cần có cá tôi kẹp vào ngay, nhưng mà không có cá anh em ạ, rất đáng tiếc. Ok, bây giờ chúng ta có Doom 2 rồi, quá tuyệt vời. Chắc chắn là cái quả trứng ấy đập cho Doom. Berserker vẫn đang gánh tôi rất là nhiều đấy. Con Berserker với cái gương thực sự nó rất gánh luôn. Nó là nhân 3 cái tỷ lệ mà lia dìu luôn. Đấy, anh em thấy không? Úi ơi, 2 cái dìu lia ra một lúc luôn. Đấy, anh em thấy không? Tỷ lệ lia dìu nó liên tục. Berserker cầm gương thì đúng là quá mạnh. Kiểu chấn phái của nó ấy. Úi giời, 2 tia này, quá tuyệt vời luôn đấy. 2 tia cho Berserker nữa thì quá tuyệt vời rồi. Ok, rồi, chúng ta up cấp lên. Đập trứng luôn. Dồn đồ cho nó đi. Một cái gậy gỗ để tăng tốc đánh cho Berserker à? Cũng được. Thế thì cái con Doom này nó cũng không mạnh lắm nhỉ. Doom 2 sao nhưng mà lại không cầm đồ. Bởi vì thực ra là những cái đồ này cho con Berserker cầm thì nó ngon hơn. Nhưng mà Doom bây giờ chắc là thôi, cho đóng vai trò phụ trợ đó. Đấy, Doom vào phát, Doom ngay vào con đang bọng luôn. À, tôi biết thằng này chơi gì rồi, anh em ạ. Trận này có khỉ. Nó sẽ là Warlock kết hợp với Meteorite. Chính xác. Nhưng mà chỉ có 8 máu. Chỉ có 8 máu. Thế thì liệu rằng có thể nào mà lên được 10 để mà chơi cái bộ đấy không? Tôi thấy là hơi khó đấy. Chú cá nhỏ bây giờ đang có chuỗi căng phết nhỉ. Bây giờ có lên là up 8 kẹp cá vào. Chú cá nhỏ bây giờ vẫn chưa phải là 6 block, 4 block thôi, vẫn chơi được. Up 9 kẹp cá. Bây giờ mà chơi 9 Warrior nó lại không ngon bằng cơ anh em ạ. Kẹp cá, kẹp Tabu vào, chơi 6 Warrior thôi. Đây này, vẫn là cái bộ Warlock này. Cao Văn Đạt vớ vẩn đi luôn rao này chứ. Tại sao ở dài con trộm chó không chơi trộm chó nhỉ? Chơi kiểu này đánh ở level 10 thì chịu làm sao thằng Nhật. Mấy ông này cứ kiểu chơi toàn chọn mấy cái bộ gọi là siêu lết game luôn. Đánh cứ phải gọi là tự tin là có thể lên được level 10 ạ. Dã man. Nó đánh cái kiểu gì lên được level 10 tôi cũng chưa biết. Rồi vậy là đi mấy cái ông Warrior, Warlock đi hết rồi. Thậm chí là còn đi trước cả cái thằng bị ao ạ. Vậy đài. Hai cái ông Warlock nó đi trước cả cái ông Warrior bị ao luôn. Thật sự là như thế luôn. Chơi cái đội hình gì mà đánh ở level 10 sao mà ác thế. Tôi vẫn đang chơi cái đội hình mà đánh ở level cực kỳ thấp luôn. Đang đánh ở level 8 luôn đấy. Còn thậm chí còn chưa thèm lên 9 để kẹp 9 Warrior đâu. Bởi vì tôi biết là 9 Warrior nó cũng không mạnh hơn. Nó cũng không mạnh hơn là 6 Warrior mà để như thế này. Kinh nghiệm rồi. Ok. Bây giờ lên 9 rồi khi kẹp cá mà ngon hơn đấy. Ôi, bị cắt chuối kìa. Quay đài. Chú cá nhỏ cắt chuối kìa. Căng vậy. Thôi kẹp cá mà thôi. 9 Warrior làm gì? Chả để làm gì cả. 9 Warrior gặp Warlock thì cũng chả có phản được mấy đâu anh em. Thôi để cái này ngon hơn. Kẹp cá vào. Vẫn phải giữ con Tabu này. Con Tabu này rất quan trọng ấy. Tabu này nó sẽ giúp tôi bơm mana của đối thủ để khiến cho đối thủ không tung một trưởng. Rõ ràng là cái con này là cực kỳ quan trọng. Ok, Quang Vũ sắp tèo à? 6 bit yếu nhỉ? 6 bit tôi đánh tôi chơi bộ 6 bit mạnh lắm mà sao 6 bit này yếu đấy nhỉ? Cảm giác không ăn thua. Bây giờ ra con này nó hơi muộn. Lẽ ra là bây giờ là chuỗi 20 ở đây anh em ạ, chứ không phải chuỗi 10 đâu. Chuỗi 20 không mất chuỗi với cái nhà sâu ở ra đầu game thì chắc là chuỗi 20 rồi. À, chuyện này thôi tôi không chơi 9 Warrior nữa anh em nhá. Tôi nhận thấy là những cái nhà kia họ đã có Dark Spirit rồi. Họ đã có Dark Spirit, họ đã có bộ Spirit ở trong cái đội Mết rồi. Hóa ra là GTD sâu không chơi Shaman mà chơi Mết kết hợp với Spirit anh em ạ. Ok. Anh bỏ AM đi anh. Ủa sao anh phải bỏ AM nhỉ? Sao anh lại cao tô em thế chứ? Ô anh cao tô với tất cả mọi người chứ ai cao tô vào em. Sao em lại nghĩ thế nhỉ? Anh lại cao tô em. Anh cao tô vào tất cả. Thôi nói chung là Warrior 6 con thôi anh em ạ. Để trả lời chú cá nhỏ cái đã không em lại chắc nhầm tôi. Thực sự là ở từ lấy giờ anh em thấy tôi counter tất mà. Tôi có counter vào một mình cái nhà của ai đâu. Khổ. Rồi. Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ chuyển sang một cái bộ khác. Ví dụ như bộ 6 Warlock chả hạn. Đây. Mặt lạ điên. Và bây giờ cái điều quan trọng là nó ra sớm cho tôi cái con này. Tôi cần là cần cái gì? Rất cần là cần cái con Scarlet Lancer ra sớm. Thậm chí là rơi ra cho tôi một cái lùn. Nhưng mà tôi không chơi được cái lùn này. Bây giờ mà ra súng 2 sao chuyển sang bộ nào đánh với cái bộ lùn. Lùn chỉ kết hợp với đỏ mạnh thôi. Nhưng mà đỏ thì lại bị counter bởi Warlock nên là thôi chả chơi nữa. Tí nữa chuyển sang Warlock, chơi Warlock luôn. Lên game Warlock là vẫn là chân ái anh em ạ. Trận này ấy, anh em có thể thấy là có rất nhiều nhà chơi Warlock. Bởi vì là trong cái bộ truyền thuyết ấy là có cái con 5 đô. Đấy, 2 con 5 đô liền. Bad Old Man với cả Dark Spirit thì tôi nghĩ là ai thế thôi. Chơi cái gì chơi xong rồi cuối cùng chuyển sang Warlock đó là hợp lý. Không sai đâu. Lên game chuyển sang Warlock là chuẩn rồi. Đấy, mà thậm chí tôi bây giờ tôi vẫn đang có chuỗi. Chưa thấy mất chuỗi luôn. Úi dồi Doom 3 thì Doom 3 rồi. Doom 3 rồi. Còn 3 con nữa thôi. 50 tiền này chả nhẽ không ra được 3 con Doom. 2 con Doom. 2 con Doom và một quả trứng. Đấy, 2 quả trứng và một con Doom. Ok. Bây giờ mà đúc hết cái đống đồ này tôi nghĩ là sẽ chuyển dần đồ cho Doom thôi. Đó. Đúc hết đống đồ này chuyển sang đồ cam cho Doom. Nhưng mà từ từ đã, Berserker vẫn đang gánh anh em ạ. Gặp chú cá nhỏ rồi này. Thôi lại mất chuỗi lần 2 rồi. Chú cá nhỏ đớp đến 2 lần chuỗi. Dã man. Chắc chắn là mất chuỗi rồi anh em. Chú cá nhỏ là 6 Warlock rồi thì đỡ làm sao được. Ây à, đầu đấy. Đầu đấy. Ui nhưng mà cái đồ của con ác mộng nó cực kỳ kinh khủng luôn. Đây rồi, 2 quả trứng. Vậy là 2 con Doom nữa thôi. 2 con Doom nữa thôi. Sau đó tôi chắc là tôi sẽ chơi con là Doom đây. 6 Warlock kẹp với cả Doom à? 6 Warlock kẹp với cả 4 cá kẹp với Doom vẫn có slot đúng không? Đúng rồi. Vẫn có slot. Chúng ta không chơi God mà chúng ta chơi đánh tay thôi. Tôi nghĩ là cũng sẽ phải xoay quanh cái con Doom rồi đấy. Bởi vì là chơi với God mà. Chơi God nên là tôi nghĩ là sẽ phải đánh xoay quanh con Doom. Hai Warlock này làm nào đây? Cái gì cơ? Sếp Tuấn đánh kỳ quá. Ơ sao bây giờ lại gọi tôi là sếp? Vừa lấy hỏi tôi là ai mà. Dã man. Kẹp hẳn hai con Doom. Dã man. Không phải là kẹp hai con Doom. Đang có ý định cho Doom lên 3. Anh em lại trách nhầm tôi rồi. Tôi đã bảo tôi cho con Doom này lên 3 mà. Dìu pha lê này. Xong hết chưa ạ? Xong hết chưa ạ? Xong hết rồi đúng không? Còn lại là tòa nhà mết đúng không? Còn lại Mr. Cutel thôi. Mr. Cutel chơi chơi Clay à? Thế thì lốt round này tôi sẽ giữ lại 6 Warrior để chơi với nhà Clay. Lốt cái round này đã. Sau đó round sau chúng ta chuyển anh em nhé. Nhà Clay vẫn còn sống. Hiện tại là có 6 Warrior kẹp với 2 Glacier và Warlock rồi đấy. Cái đống đồ này tôi sẽ rèn dần thôi. Chúng ta sẽ rèn những cái món đồ cam. Ok. Cướp điên nhỉ? Được. Không biết có phải sai lầm không nhỉ? Hay là lấy cái búa sét ngon hơn nhỉ? Mà tôi nghĩ là cướp điên ngon hơn đấy. Ui, anh em nhìn kìa. Cướp điên nó đập gần chết cái con ác mộng luôn. Nhưng con ác mộng nó lại hồi lại được máu rồi. Không ăn thua, không ăn thua. Phải đập chết được nó cơ. Không chết thì mình chết. 17 máu á, dã man. Ui, vãi đái thật. Mới có mấy round mà anh em nhìn kìa. Còn có 39 máu. Không hiểu có gì luôn. Cái nhà Clay vẫn chưa chết à? Tại sao bây giờ tôi còn có 39 máu nha anh em nhở? Tôi nhớ là tôi đang có một cái chuỗi rất là to mà. Điêu thật đấy. Nó chuyển sang 6 Warlock thôi. Sáu Warlock này. 6 Warlock thì chúng ta sẽ kẹp được 2 cá. Ok. Nếu mà chơi kiểu này thì chỉ kẹp được có 2 cá, bỏ Berserker ra. Nhưng mà Berserker đồ đang ok. Giờ bỏ ra cái mặt lạ điên lại phải vứt đi, hơi phí nhỉ. Chú quỷ á? Chú quỷ trận này chắc không cần đâu. Con chú quỷ này mà so với một con Doom 3 sao thì tôi nghĩ là đánh nhau với mấy cái nhà mết thì Doom vẫn ngon hơn. Đấy. Ui mẹ ơi. Một con Doom nữa thôi. Có phải không? Tin chính xác không đấy? Tin chính xác là Doom 3 không đấy? Tin chính xác chưa? Đây rồi anh em ơi. Thôi đúng vậy rồi. Doom 3 thật rồi. Tin là chính xác rồi đấy. Ui chưa kịp. Mà tôi nghĩ là vẫn ăn nó. Không thua được. 6 Warlock à? 6 Warlock vẫn cứ là uy tín. Đù một đấm mạnh thật đấy. Mặc dù quả vừa rồi là chưa kịp cầm đồ đâu, nhưng mà đấm đau lắm. Trận này cũng có chú quỷ 2 đấy, nhưng mà thôi. Ra đua mà. Tôi nghĩ là tôi sẽ đổi tiếp các cái món đồ cam tiếp theo. Đồ chắc là dồn cho Doom thôi, chứ còn Berserker gì tầm này nữa. Chuyển hết cho Doom thôi. Có cần phải kẹp thêm 4 cá nhỉ? Nếu mà chuyển hết cho Doom thì bỏ Berserker ra, nó kẹp 4 cá. Lại gặp lại chú cá nhỏ, ăn nổi không? Bây giờ nó là 4 Warlock à? À 6 Warlock à? Mà chú cá nhỏ ngoài cái con bắn trưởng ra còn một con ngộ không nó đập nữa. Ủa đập đau đấy. Ăn nổi không? Không được rồi, Doom chết là thua. Doom chết là thua. Con gây đam chính. Con Warlock vẫn uy tín phết nhỉ? Chà, tôi nghĩ tôi sẽ đổi đồ, rèn lốt cái món đồ cho Doom thôi, chứ còn Berserker tầm này không đánh được nữa rồi. Nếu mà kẹp cái con Doom này vào thì tôi sẽ không có chơi kẹp cái con Grim vào được để combo với Doom, bởi vì Doom nó là co chính mà nếu mà mất đam Demon thì nó hơi phí. Để đam Demon đấy. Tạm thời như này đã. 6 Warlock nhưng mà đấm tay là có vẻ đuối hơn nhỉ anh em nhỉ. Ok, Doom vào con nào đấy? À, Doom vào Squire. Ok rồi, ok rồi, ok rồi. Doom Squire được. Ui, đấm 2 phát con già đi này. Đấm đau thật sự. Doom đấm đau thật đấy. Mà tôi vẫn chưa có khả năng cắt chuối của chú cá nhỏ. Trông có vẻ hơi a đuổi. Rèn phát đã. Trời ơi, sao cứ nghĩ là tôi đấm chú cá nhỏ, cứ nghĩ là tôi là đấm chú cá nhỏ nhỉ, tôi đấm tất mà. Ô hay. Lấy cái khiên thiên thể đi. Về 6 chôn. Tôi nghĩ là về 6 chôn đấy anh em ạ. 6 chôn, 6 Glacier ấy. 6 Glacier nó sẽ khỏe hơn là cái bộ Warlock. Warlock này không ăn thua. Warlock đấm tay này trông à đuổi quá anh em ạ. Glacier đấm nhanh khỏe hơn. Anh em nhìn nó đấm kìa, đấm mãi chẳng mất vào luôn thể. Ui bị con khỉ nó vụt cho. Được không? Đấm mạnh phát nào. Đúng không? Đấm mạnh phát nào. Đấy, phải đấm như thế. Cắt chuôi rồi. Hay quá. Đấm mai ơi, đấm được một quả mạnh. Thật. Thế cho xứng đáng lên 3 sao ấy chứ. Lên 3 sao và a đuổi thì nó nói làm gì. Ok. Về 6 Glacier thì mất bố nó cá à. 6 Glacier phải bỏ cá ra. Úi rồi chúa tể xe bài gì đâu, khổ. Nó gọi là sách giáo khoa rồi anh em ạ. Có lẽ là tôi vẫn sẽ đổi những cái món đồ cam cho con Doom thôi. Trận này đánh hoàn toàn là bằng co Doom. Lại còn ông Hoàng của Vlog chứ lại. Dã man. Bây giờ đổi cái đống đồ này sang là chúng ta cũng sẽ có một cái món đồ cam ở round tiếp theo. Tuy nhiên là nó đổi mất cái gương thì tung trưởng nó sẽ hơi chậm đấy nhá. Cái gương nó sẽ giúp tôi tung trưởng nhanh. Dark Spirit. Ok. Đây rồi. Con này có được không? 6 Glacier. Thiếu một con. Đây rồi, đủ rồi nhá. Chém lan à? Tạm thời này đã, chưa đổi đồ cam vội. Đổi đồ cam mất 3 đồ, sẽ mất 3 đồ xanh dương. Hơi phí, đợi cái đồ thừa của nhà sâu sắp chết sang thì chúng ta sẽ đổi nha anh em nhá. Mà tôi cũng muốn giữ lại cái gương nó tung trưởng sớm thì nó vẫn ngon. Ok, ở đây là chúng ta có Warlock kẹp với 4 cá rồi, sẽ không sợ cái nhà mết ở đâu. Con Doom này cứ đập một phát chết con này anh em ạ. Dã man. Đàm to thật sự luôn đấy. Có Phượng Hoàng đầy máu đập phát chết. Đi không? Nhà sâu còn 16 máu vẫn chưa đi. Đi luôn đi, tôi chuyển nào. Sáu Glacier. Tôi nghĩ là sẽ phải là 6 Glacier thôi. Chứ còn Warlock không ăn được đâu. Warlock mà đánh với God Warlock yếu lắm. Đồ này của chúng ta là nó là đồ, nó không phải là đồ bắn trưởng mà nó là đồ gây đam tay. Ra là lóc à? Hay bán bố con đát đi nhỉ? Doom ấy. Đúng rồi. Mà Doom chậm quá. Được kìa, đứng im muốn chết kìa. Ơ điêu thật. Ơ cái gì mà sao đứng im được kìa. Tại sao lại cứ đứng im ấy nhở? Không thể tin được luôn. Con Doom của tôi là đứng im muốn chết. Điêu thật đấy. Ngộ không 2 sao tí đấy nhở. Từ lấy giờ con ngộ không 2 sao mà nó gần như là nó gánh hết luôn cả trận đấu này luôn đấy. Cái gương hình như là hơi bóp đấy anh em ạ. Cái gương nó hơi bóp tôi ấy. Thôi rồi, 6 Glacier đây. Tôi nghĩ chỉ có thế này thôi. Nó vẫn sẽ phải có Warlock ở trong cái đội hình. Kẹp 2 cá thôi. Nó phải có Warlock. Chúng ta phải có cái khả năng hồi máu nữa. Đấy rồi. Được không? Đấy, tốc bánh. Ui, vô vẩn vẫn thua. À đâu. Được không? Được. Khả năng được. À không, vẫn thua này. Điêu nhờ. Không, được không? Đấy. Chuyển sang Glacier là ăn ngay. Glacier được anh em ạ. Glacier ăn được. Để 6 Warlock và thua. Nhưng mà chuyển sang Glacier là chúng ta sẽ ăn được thôi. Tôi nghĩ là bây giờ kiếm Scarlet Lancer 2 sao. Này đồ thế giới nhá, toàn đồ thủ luôn. Căng phết. Con Doom bây giờ đấm phát chết con. Đấm phát chết con. Mặc kệ hồi máu luôn. Ui ơi em nhìn kìa. Đấm phát chết con luôn. Rõ ràng là 6 Glacier nó rất khỏe anh em ạ. Được. Doom Demon xong rồi kết hợp với 6 Glacier. Doom 3 sao rồi. Ok đấy. Hợp lý. Chuyển bài như này là thành công rồi. Bây giờ xem nào. Đồ thì bây giờ nó cũng ok rồi đấy. Tôi nghĩ là cái lượng đồ còn lại này thì chắc là chúng ta sẽ Có lẽ dồn cho một cái con Scarlet Lancer 2 sao thôi. Chứ còn cái tầm này thì tôi nghĩ là cũng không có đổi thêm đồ cho Doom nữa. Doom này đủ đồ rồi. Blink thì chắc chắn là cần. Đấy. Đấy, bác chí mạng này. Hai con cầm đồ đi, hai con đi. Bây giờ Lancer lên 2 sao nữa thì mới chắc ăn được. Chưa có Lancer 2. Ui RO à. RO tôi nghĩ là cho lấy RO cho con Bad Old Man, 2 lần khống chế. Được không? Hợp lý không? Thả 2 quả xuống. Ơ thả đi đâu vậy? Thả nhầm rồi. Ơ kìa, Doom của tôi đâu? Ơ con Doom. What the hell? Con Doom tại sao nó lại lang thang ở phía dưới đấy nhở? Khó hiểu thật sự. Oh my god. Con Doom tôi tưởng phải Blink đằng sau, chứ sao lại thấy nó có Blink mà. Trời ơi, dỗi thật sự. Chả biết là như nào luôn. Thôi được rồi, có lẽ tôi sẽ xem lại để xem là tình huống này nó như nào. Nó xảy ra quá nhanh. Tôi cũng không hiểu tại sao cái con Doom của tôi lại xuất hiện ở phía dưới bàn cờ mà không phải là ở phía bên kia của sân đối thủ. Điều thật sự luôn đấy anh em ạ. Chán tê nhở. Tôi cứ nghĩ là ăn đấy. Hơi có cái gì đấy hơi sai sai. Ôi, sai thì phải xem lại mới biết được anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em thể chọn clip ở phía bên trái và phía bên phải ở màn hình kết thúc anh em nhá. Đều là những clip rất hay. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.